welcome to the new English program for grade 11. My name is Vũ Thiến, and I'm very happy to bring you this program. This is unit 1 of this program, The Generation Gap. Xin chào tất cả các em. Xin chào mừng các em đến với chương trình tiếng Anh mới dành cho lớp 11. Thầy tên là Vũ Thiến và thầy rất vui được mang đến cho các em chương trình này. Đây là bài học đầu tiên của chương trình tiếng Anh lớp 11 có tên là The Generation Gap, khoảng cách thế hệ. Và đây là Lesson 1 của Unit 1. Lesson 1 là chúng ta sẽ getting started, tức là chúng ta sẽ bắt đầu khởi động với cái bài học này. Trong Lesson 1 này, thầy sẽ giới thiệu cho các em về The Generation Gap, những cái từ vựng và ý nghĩa liên quan đến The Generation Gap. Generation Gap tức là differences in attitude and behaviors between older people and younger people, tức là những cái sự khác biệt trong cách cư xử và thái độ giữa những người trẻ và những người già, gọi chung là khoảng cách thế hệ. Sau đó trong phần sau của bài giảng thứ nhất này, chúng ta sẽ nghe và phân tích một cái bài hội thoại giữa hai bạn teenagers về gia đình của họ và những cái thứ mà họ thảo luận với nhau, như là khoảng cách thế hệ này, những quy tắc trong gia đình và những cái mâu thuẫn với cha mẹ và ông bà họ. Đó là nội dung của bài hội thoại giữa hai bạn tuổi teen này. Đầu tiên, trước khi bắt đầu nghe cái bài hội thoại giữa hai bạn bạn teenagers kia, thầy sẽ giới thiệu cho các em một số những cái từ vựng chủ chốt để các em có thể theo dõi cái bài hội thoại này một cách dễ hơn. Đó. Đây là cái phần đầu của cái lesson 1 này, sẽ là phần vocabulary, phần từ vựng. Đây là những từ vựng chủ chốt. Từ vựng thứ nhất là từ extended family. Extended family tức là một gia đình mở rộng. Định nghĩa nó là một cái gia đình mà ngoài cha mẹ và con cái thì còn có bao gồm cả ông bà này, grandmothers, grandfathers, ngoài ông bà còn có aunts tức là cô dì và uncles, chú bác. Đây là một cái ví dụ minh họa về một gia đình mở rộng. Các em có thể thấy ở đây có ông bà, cha mẹ này, rồi các chú bác, cô dì và các cháu. Đây là một gia đình mở rộng, có rất nhiều người của các thế hệ khác nhau. Đây là từ vựng thứ nhất, từ khóa thứ nhất, extended family. Từ khóa thứ hai, nuclear family, tức là gia đình hạt nhân. Gia đình hạt nhân này thì nó là một gia đình mà consisting of two parents and their children, tức là chỉ có bao gồm cha mẹ và những người con của họ, nhưng mà không bao gồm cô dì, chú bác và ông bà. Đây là một ví dụ về một gia đình hạt nhân, một gia đình rất nổi tiếng, gia đình của Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Mỹ đời trước. Và đây là hai vợ chồng ông Obama và hai con gái của họ. Đây là từ vựng thứ hai. Từ vựng thứ ba là từ child care tức là cái sự chăm sóc trẻ em được cung cấp bởi chính phủ, một tổ chức, an organization, hoặc là một con người nào đó, trong khi mà cha mẹ thì đang đi làm hoặc là đang vắng mặt vì một lý do nào khác. Child care. Ở đây các em nhìn phiên âm của từ này có chữ L nên là chúng ta phải đọc là child care, nhưng mà nhiều một số bạn hoặc là khá nhiều bạn đọc là child care, như thế là thiếu, là sai. Là child care, tức là sự chăm sóc trẻ em, sự chăm sóc con cái. Đây là một ví dụ về từ child care. Các em thấy đây là một cô giáo mầm non và cô ấy đang chăm sóc, đang care for những cái bạn nhỏ tuổi mẫu giáo. Đây là child care. Đó. Tiếp theo, từ vựng thứ tư là từ generation gap, khoảng cách thế hệ. Đó là cái gì? Là the lack of understanding or the differences between older people and younger people, tức là cái sự thiếu hiểu biết nhau, sự không thấu hiểu nhau, hoặc là cái sự khác biệt giữa những người trẻ và những người già. Ví dụ như là các em có thể khác biệt với cha mẹ hoặc là ông bà các em về những cái thứ đơn giản, như là mình muốn ăn thức ăn nhanh mà ông bà các em hay là cha mẹ các em lại nghĩ rằng nó là những thức ăn nhanh này, ví dụ như là mì tôm hay là bánh mì hamburger này, lại không tốt cho sức khỏe. Hoặc là ví dụ đến những cái việc quan trọng hơn như là các em chơi với những người bạn thế nào. Đấy. Ví dụ cha mẹ các em có thể muốn các em chơi với những người bạn rất là chăm ngoan, học giỏi, nhưng mà các em lại thích chơi những người bạn mà
có những cái năng khiếu nghệ thuật hay là rất là cá tính. Còn đến những cái vấn đề rất lớn nữa là vấn đề chọn những cái vấn đề hướng nghiệp trong cuộc sống chẳng hạn. Ví dụ các em có thể muốn thi vào những cái trường có cái xu hướng về kinh doanh, trong khi đó cha mẹ các em lại muốn các em thi vào những cái trường để về sau có thể dễ dàng xin vào những cái cơ quan nhà nước. Đấy là những cái sự khác biệt này nó gây ra bởi vì cha mẹ hoặc ông bà các em được sinh ra và lớn lên trong những hoàn cảnh khác với các em, nên là suy nghĩ của họ khác với các em. Đó, vì thế mà tồn tại những cái khoảng cách giữa các cái thế hệ. Và những khoảng cách giữa các thế hệ thì người ta gọi chung là generation gap. Đó. Từ khóa thứ 5 đó là từ table manners, đây là một danh từ. Theo định nghĩa thì nó là the way you behave when you are eating at a meal at the table. Tức là cái cách mà bạn cư xử khi mà bạn đang ăn một cái bữa ăn ở trên bàn. Đấy, vậy thì dịch ra tiếng Việt một cách dễ hiểu thì nó là cung cách ăn uống. Đó, table manners, những cung cách ăn uống. Đây là số nhiều nhé, table manners. Và đây là một bảng ví dụ về những cái cung cách ăn uống tốt. Good table manners. Đó. Ví dụ như đây, no playing, chúng ta không chơi đùa trên bàn ăn. Hoặc là no reaching, không vươn xa ở trên bàn ăn, tức là không vươn quá xa để lấy đồ. Ví dụ nữa là gì? Clean hands, tức là trước khi ăn chúng ta phải rửa tay. Hoặc là ví dụ như đây, hat off, chúng ta phải bỏ mũ khi mà ngồi trên bàn ăn, không ai đội mũ cả. Đó, đây là một số ví dụ về những cái cung cách ăn uống tốt ở trên bàn ăn, good table manners. Và từ cuối cùng đó là từ viewpoint. Đây là theo định nghĩa nó là gì? A particular way of thinking about a problem or a subject, tức là một cách suy nghĩ nào đó về một vấn đề hay là một chủ đề. Đó, tức là một dịch tiếng Việt thì nó là quan điểm, viewpoint, một cách suy nghĩ về một vấn đề hay một chủ đề, và nó là quan điểm. Đó. Vừa xong chúng thầy đã giới thiệu cho các em 6 cái từ khóa quan trọng để mà có thể hiểu sâu hơn về cái bài hội thoại. Và bây giờ thầy sẽ nói qua một chút về bài hội thoại này. Bài hội thoại này thì là được diễn ra giữa hai bạn teenagers, tức là hai bạn học sinh tuổi teen, tức là ví dụ tuổi cấp 2 hay cấp 3. Đó. Bạn tên là Sam, bạn thứ hai tên là Anne. Đó, bạn Sam là bạn nam, bạn Anne là bạn nữ. Đó. Họ sẽ nói về các gia đình của mình, rồi những cái khoảng cách thế hệ, những quy tắc trong gia đình, rồi cách ông bà, bố mẹ của họ suy nghĩ như thế nào. Đó. Chúng ta cùng nghe nhé. Unit 1. The Generation Gap. Getting Started. Activity 1. Listen and read. Do you visit your grandparents every weekend? Well, just my mum's parents. But I don't need to visit my other grandparents. You see, I live in a big house with my dad's parents and my uncle's family. I see. You're part of an extended family then. You certainly have more fun than me. I live in a nuclear family with just my parents and my younger brother. That's right. I think my parents are luckier than others, because they don't have to worry about childcare. My sister and I also learn a lot of skills from my grandmother. So, are there any problems between the generations in your family? You mean a generation gap? Well, there are. My grandma has her own beliefs about things like hairstyles, appearance, and table manners. She thinks women must do all the housework, while my parents believe family members should share the chores. What about your grandpa? He is the most conservative person in my family. He thinks that I ought to get a job in a state-owned organisation after university. He says I should follow in his footsteps. Oh, really? Do your parents share his viewpoints? No, they don't. My parents are more open-minded. They just give us advice, but they never try to impose their decisions on us. You mean there's no generation gap between you and your parents? Well, sometimes conflicts do happen, but we sit together and discuss. We all think we need to understand each other better. Lucky you. You must be so happy to have such a great relationship with your parents. Thank you.
Vừa xong, thầy đã cho các em nghe bài hội thoại giữa hai bạn Sam và bạn Anne. Và từ đây thầy sẽ phân tích, thầy sẽ dịch cái bài hội thoại này một cách chi tiết sang tiếng Việt để các em có thể hiểu thật rõ hơn về nội dung được thảo luận giữa hai bạn học sinh này. Đầu tiên, Sam hỏi: Do you visit your grandparents every weekend? Do you visit your grandparents every weekend? Tức là cậu có đến thăm ông bà mình vào mỗi cuối tuần không? Anne trả lời: Well, just my mom's parents, but I don't need to visit my other grandparents. Tức là thì chỉ có ông cha mẹ của mẹ mình thôi, tức là ông bà ngoại, nhưng mà mình không cần phải đến thăm ông bà kia, tức là ông bà nội đó. Other grandparents khác với ông bà ngoại thì là ông bà nội. You see, I live in a big house with my dad's parents and my uncle's family. Bạn thấy đấy, mình sống trong một ngôi nhà lớn cùng với cha mẹ của ba mình, tức là gì, ông bà nội và gia đình của chú hoặc là bác mình. Đấy, đây là một gia đình mở rộng. Sam nói: I see you're part of an extended family then. Mình hiểu rồi, vậy là cậu là một phần của một gia đình mở rộng. You certainly have more fun than me. Cậu chắc chắn phải là có nhiều những cái niềm vui hơn mình rồi. I live in a nuclear family with just my parents and my younger brother. Mình sống trong một cái gia đình hạt nhân mà chỉ có cha mẹ và em trai. Đấy. Tiếp đến, Anne đáp lại như sau: That's right. I think my parents are luckier than others because they don't have to worry about childcare. Đúng rồi. Mình nghĩ cha mẹ mình thì là may mắn hơn những người khác, luckier than others, bởi vì họ không phải lo lắng về việc chăm sóc con cái. My sister and I also learn a lot of skills from my grandmother. Tức là gì? Chị gái mình và mình cũng học được rất nhiều những cái kỹ năng từ bà của mình. Đó, từ bà nội. Sam, lúc này thì Sam đáp lại sau: So, are there any problems between the generations in your family? Vậy thì có những cái vấn đề gì giữa các cái thế hệ khác nhau trong gia đình bạn không? Đó, tại vì em là sống trong một cái gia đình có nhiều thế hệ khác nhau mà. Nên là Sam thắc mắc là có những cái vấn đề gì giữa các cái thế hệ khác nhau không? Đó. Thì Anne trả lời: You mean the generation gap? Tức là ý của cậu thì là những khoảng cách thế hệ phải không? Well, there are. Đúng là có. My grandma has her own beliefs about things like hairstyles, appearance and table manners. Tức là gì? Bà của mình thì có những cái suy nghĩ riêng về những cái thứ như là kiểu tóc này, ngoại hình này, và cung cách ăn uống. She thinks women must do all the housework while my parents believe my family members should share the chores. Tức là gì? Bà mình nghĩ rằng phụ nữ thì phải làm tất cả những việc nhà, trong khi cha mẹ mình thì lại tin rằng tất cả các thành viên trong gia đình thì nên chia sẻ công việc. Đó. Đây là suy nghĩ khác nhau giữa bà của Anne và cha mẹ của Anne. Vậy đến đây thì Sam lại hỏi như sau: What about your grandpa? Tức là ông của cậu thì sao? Thế còn ông của cậu? Đó, thì Anne đáp lại: He's the most conservative person in my family. Tức là ông là người bảo thủ, conservative. Ông là người bảo thủ nhất trong gia đình mình. He thinks that I ought to get a job in a state-owned organization after university. Tức là ông nghĩ rằng mình nên xin một cái công việc trong một state-owned organization, là một cơ quan nhà nước, sau khi tốt nghiệp đại học. He says I should follow in his footsteps. Tức là ông nghĩ rằng mình nên đi theo những cái bước đường trước đây của ông. Đó. Sam đáp lại: Oh really? Do your parents share his viewpoints? Tức là gì? Thật sao? Thế cha mẹ của cậu có cùng những cái suy nghĩ, có cùng những cái quan điểm với ông cậu không? Đó. Thì Anne đáp như sau: No, they don't.
No, they don't. Họ không. My parents are more open-minded. Cha mẹ của mình thì lại gì? Cởi mở hơn. Đó, suy nghĩ thoáng hơn. They just give us advice. Họ chỉ cho mình lời khuyên thôi. But they never try to impose their decisions on us. Mà họ không bao giờ cố để mà áp đặt, từ impose có nghĩa là áp đặt những cái suy nghĩ của họ lên con cái, lên chúng mình. Đó. Đến đây thì Anne thì Sam hỏi tiếp. You mean there's no generation gap between you and your parents? Ý của cậu là không có những cái khoảng cách về thế hệ giữa cậu và cha mẹ à? Anne đáp lại sau. Well, sometimes conflicts do happen. Tức là thỉnh thoảng thì mâu thuẫn có xảy ra. Khi mà người ta dùng trợ động từ do với cả động từ này, người ta muốn nhấn mạnh một việc gì đó là có. Sometimes conflicts do happen. Thỉnh thoảng là mâu thuẫn có xảy ra. But we sit together and discuss. Nhưng mà gia đình mình lại ngồi với nhau và thảo luận. We all think we need to understand each other better. Tức là chúng mình nghĩ rằng chúng mình cần phải hiểu thấu nhau hơn nữa. Đó. Thì Sam đáp lại sao? Lucky you, you must be so happy to have such a great relationship with your parents. Tức là cậu thật là may mắn. Cậu chắc hẳn phải là rất là vui để khi mà có một cái mối quan hệ rất là tuyệt vời với cha mẹ mình như thế. Và đến đây thì bạn Anne đáp lại thank you, cảm ơn, và đây là kết thúc của cái bài hội thoại. Đó. Vừa xong thầy đã dịch chi tiết và giải chi tiết về cái bài hội thoại giữa Sam và Anne cho các em. Chúng ta sẽ đi sang một cái phần tiếp theo của bài giảng số 1 này. Đó là phần vocabulary expansion, tức là phần mở rộng từ vựng. Đó. Chúng ta sẽ dựa vào một số những cái từ vựng trong cái bài hội thoại vừa xong và chúng ta sẽ mở rộng ra để các em có thể có những cái kiến thức đầy đủ hơn để có thể ứng phó cho khi mà gặp những cái tình huống tương tự trong những cái bài thi tại cấp 3. Thứ nhất là từ extended family. Đó. Đây là gia đình mở rộng đúng không? Thì gia đình mở rộng này thì có một cái từ mở rộng đầu tiên, đó là từ extend. Extend đây là một động từ, nó có nghĩa là mở rộng. Ở đây là một ví dụ của cái từ extend. Management have agreed to extend the deadline. Tức là ban quản lý, đó, ban điều hành thì đã đồng ý để mở rộng hoặc là kéo dài cái thời hạn chót, the deadline. Đó. Tiếp theo là từ extension, đây là một danh từ, có nghĩa là sự mở rộng, sự kéo dài, sự mở rộng. Và đây là một ví dụ. Donald's been given an extension to finish his literature assignment. Tức là gì? Donald thì đã được cho nhận được một cái sự mở rộng để một sự kéo dài thời hạn để kết thúc cái bài tập văn học của mình. Và từ mở rộng cuối cùng liên quan đến từ này đó là từ extensive. Đây là từ một tính từ có nghĩa là trên diện rộng hoặc là ở mức độ nghiêm trọng. Đó. Và đây là ví dụ của từ extensive. Fire has caused extensive damage to the island's forests. Tức là gì? Vụ cháy thì đã gây ra những cái tổn thất, những hủy hoại trên diện rộng hoặc ở mức độ nghiêm trọng đối với những khu rừng của hòn đảo. Đó. Đây là những cái từ, ba cái từ mở rộng đầu tiên. Tiếp theo là từ nuclear family, gia đình hạt nhân. Đó, từ mở rộng đầu tiên là từ nuclear, nó có nghĩa là hạt nhân, vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng. Nghĩa đen thì là hạt nhân nguyên tử, có nghĩa bóng thì là bộ phận trung tâm của một cái gì đó. Ví dụ đây, they shut down the nuclear power plant for safety reasons. Họ đã đóng cửa nhà máy điện nguyên tử, nhà máy điện hạt nhân vì những lý do an toàn. Đó, đây là sử dụng nghĩa đen của cái từ nuclear, đây là hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân. Tiếp theo là từ nucleus. Đây là gì? Là một danh từ, nó có nghĩa là hạt nhân. Hạt nhân ấy, hạt nhân danh từ. Vừa có nghĩa đen là gì? Là cái hạt nhân của một nguyên tử, và nghĩa bóng là một phần, bộ phận trung tâm của một thứ, một vật. Và câu ví dụ của từ này như sau. These players will form the nucleus of a stronger U23 team. Những cầu thủ này sẽ tạo thành cái
cái bộ phận trung tâm, cái bộ phận quan trọng nhất của một đội tuyển U23 mạnh mẽ hơn. Đó. Tiếp theo nữa là từ gì? Từ familial. Từ này bắt nguồn từ cái từ family. Nó có nghĩa là tính từ liên quan đến gia đình. Đó. Thuộc về gia đình, liên quan đến gia đình. Và đây là một câu ví dụ của từ này như sau. Peter began to take on wider familial responsibilities. Tức là gì? Peter bắt đầu đảm nhiệm những cái trách nhiệm gia đình lớn lao hơn, rộng rãi hơn. Đó. Từ tiếp nữa, một từ quan trọng trong bài đó là từ gì? Từ child care. Chăm sóc trẻ em, chăm sóc con cái. Cái này thì nó không có từ mở rộng, nhưng mà thầy đưa ra một câu ví dụ để các em hiểu sâu hơn về ý nghĩa của cái từ này và nhớ nó lâu hơn. Đây là câu ví dụ. People earning low wages will find it difficult to pay for childcare. Tức là gì? Những người mà có mức lương thấp, earning low wages, sẽ gặp khó khăn, find it difficult to pay for childcare. Sẽ gặp khó khăn trong việc chi trả cho việc chăm sóc con cái. Đó. Và tiếp theo, một từ nữa, từ này chính là từ tiêu đề của bài luôn. Generation gap, khoảng cách thế hệ. Đó. Đầu tiên thì thầy sẽ đưa ra một câu ví dụ để các em hiểu thêm về cái này đã. Về cái từ generation gap đó. The parent-child relationship is often affected by their generation gap. Tức là gì? Cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thì thường bị ảnh hưởng bởi khoảng cách thế hệ giữa họ. Đó. Và đây là từ mở rộng của từ này. Từ generational, thuộc về thế hệ. Đây là một tính từ nhé. Generational. Đuôi nó này thường rất nhiều, đa số nó là tính từ generational, thuộc về thế hệ. Và đây là câu ví dụ của từ này. People's lifestyles are usually fixed by generational habits and fashions. Tức là gì? Cái kiểu sống của con người thì thường được định hình bởi những cái thói quen và những cái thời trang liên quan đến thế hệ, thuộc về thế hệ. Đó. Ví dụ ông bà mình thì sẽ có một những cái thói quen và những cái kiểu ăn mặc khác so với mình chẳng hạn. Đấy. Tiếp nữa là từ table manners. Đó, table manners. Từ này thì có một cái từ mở rộng khá là thú vị. Đó là từ manners. Đây là một tính từ. Nó có nghĩa là cách mà bạn cư xử trong những cái tình huống xã hội. Các em có thể chú ý ở đây có một cái gạch ngang ở đầu này. Nó có nghĩa là các em có thể tự điền những cái tính từ hoặc là những cái trạng từ ở đầu để tạo thành một cái tính từ có nghĩa tương ứng. Đó. Các em mà thêm từ có nghĩa tốt, ví dụ từ well-mannered, tức là cư xử đúng cách, cư xử ngoan ngoãn chẳng hạn. Đó. Nó sẽ tạo thành một từ well-mannered. Nhưng mà nếu mà các em thêm một cái từ có nghĩa xấu, ví dụ từ ill hoặc từ bad, thì nó sẽ tạo thành từ những cái từ như sau, từ ill-mannered hoặc là bad-mannered, tức là cư xử rất là hư. Đó. Cư xử không hợp cách, cư xử hư. Đó. Thì có hai câu ví dụ như sau. He is the most well-mannered student I know. Tức là anh ấy là, cậu ta là học sinh mà cư xử ngoan ngoãn nhất mà tôi từng biết. Đó. Còn tiếp theo nữa là gì? He was an ill-mannered hoặc là a bad-mannered boy. Tức là đó là một cậu bé rất là hư. Tiếp nữa là từ mà chúng ta cũng thấy trong bài, đó là từ gì? Thì discuss, để thảo luận với nhau. Đó là động từ nhá. Và mở rộng của cái từ này thì chúng ta sẽ có thứ nhất là từ discussion, đây là một danh từ, sự thảo luận. Ví dụ, the school will continue discussions with the parents about tuition fees. Trường học thì sẽ tiếp tục những cái cuộc thảo luận với cha mẹ, tức là những cái bậc phụ huynh về vấn đề học phí. Đó. Đây là một từ mở rộng, discussion, bắt nguồn từ cái từ discuss. Tiếp theo là từ gì? Từ worry, lo lắng, động từ nhé. Thì từ này thì nó có một số từ mở rộng như sau. Thứ nhất là từ gì? Từ worried, đây là một tính từ, có nghĩa là lo lắng. I was worried I wouldn't pass the exam. Tôi đã lo lắng rằng tôi sẽ không vượt qua kỳ kiểm tra. Đấy, ví dụ nhất. Từ mở rộng thứ hai, worry cũng là tính từ nhưng mà nó có nghĩa là gây ra lo lắng. Đó, nó ngược với cái từ worried. Worried là bị lo lắng, bị làm lo lắng. Còn đây là worry, gây ra lo lắng. Ví dụ như sau.
It's been a worrying few weeks for us all since the exam. Tức là gì? Vài tuần kể từ sau kỳ kiểm tra thì đã gây cho chúng tôi rất là lo lắng. Đấy, đã khiến cho chúng tôi lo lắng. Và cuối cùng là từ worryingly, nó bắt nguồn từ cái từ worrying này. Đây là một từ mở rộng. Trạng từ, really, thường là really là trạng từ. Worryingly, tức là một cách đáng lo lắng. Đấy. Và câu ví dụ của cái từ này. The air pollution level in Hanoi is worryingly high. Cái mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội thì cao. Cao là sao? Cao một cách đáng lo lắng. Đấy. Đó, vừa xong thì thầy đã giới thiệu cho các em một số những cái từ vựng mở rộng mà các em có thể sẽ cần thiết trong quá trình học và thi ở cấp 3. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập, một số exercise để chúng ta có thể hiểu, ghi nhớ kỹ hơn những cái kiến thức chúng ta vừa học trong cái bài hội thoại vừa xong nhé. Exercise 1. Đó là chúng ta, người ta đề bài yêu cầu chúng ta sẽ phải tìm xác định xem mà những cái khẳng định này thì là đúng hay sai, true or false. Đó, chúng ta sẽ có 5 cái khẳng định. Thứ nhất, Sam là thành viên của một gia đình mở rộng. Thứ hai, Anne thì là thành viên của một gia đình hạt nhân. Thứ ba, ông bà của Anne thì trông chăm sóc cho chăm sóc cháu, những người cháu của mình. Đấy. Câu thứ tư, bà của Anne nghĩ rằng tất cả các thành viên trong gia đình thì nên chia sẻ việc nhà, nó nên giúp đỡ nhau làm việc nhà. Và cái câu cuối cùng, câu số 5 là gì? Ông của Anne muốn cô ấy làm cùng một công việc và thì đi theo bước đường của mình trong đời, bước đường trong quá khứ của ông. Đó. Vậy chúng ta sẽ lần lượt cùng nhau xác định xem 5 cái khẳng định này là đúng hay sai nhé. Cái khẳng định thứ nhất, Sam is part of an extended family. Đó, Sam là một thành viên của một gia đình mở rộng. Và chúng ta trong bài hội thoại vừa xong thì Sam đã nói như sau: I see you're part of an extended family then. Tức là và tiếp theo nữa thì bạn ấy nói rằng I live in a nuclear family with just my parents and my younger brother. Cái gì? Mình sống trong một gia đình hạt nhân chỉ có cha mẹ và em trai. Chính vì thế mà cái khẳng định Sam sống trong một gia đình mở rộng này là sai. Các em có thể nhìn thấy cái câu mà thầy đã tô màu xanh lá cây này đây. Mình sống trong một gia đình hạt nhân. Đó, vì thế đáp án của câu thứ nhất này phải là gì? False. Sai. Đó. Câu thứ hai. Anne is part of a nuclear family. Anne là thành viên của gia đình hạt nhân. Ở trên các em cũng thấy một cái câu nữa mà thầy cũng bôi màu xanh lá cây như sau: I see you're part of an extended family then. Tức là gì? Mình hiểu rồi. Vậy thì cậu là một phần của một gia đình mở rộng. Đó. Sam đã nói là Anne là thành viên của một gia đình mở rộng. Vậy thì cái khẳng định này là Anne là thành viên của một gia đình hạt nhân thì chắc chắn phải là sai rồi. Answer is false. Đó. Hai câu sai liên tiếp nhé. Sang câu thứ ba. Anne's grandparents look after their grandchildren. Tức là gì? Ông bà của Anne thì chăm sóc cho những người cháu của mình. Đó. Và trong bài thì Anne đã khẳng định như sau: I think my parents are luckier than others because they don't have to worry about child care. Đúng rồi. Tức là gì? Mình nghĩ rằng cha mẹ mình thì may mắn hơn những người khác bởi vì họ không phải lo lắng về vấn đề chăm sóc con cái. Đó, chính như tức là bạn em nói rằng thì cha mẹ không phải chăm sóc con cái mà ông bà chăm sóc cho bạn con cái cho cha mẹ của em. Đó, vì thế cái khẳng định này cha ông bà của em chăm sóc cháu mình là sao? Là true. Đó, câu này là đúng nhá. Sang câu thứ tư. Anne's grandma thinks that all family members should share housework. Tức là bà của Anne nghĩ rằng tất cả các thành viên trong gia đình thì nên chia sẻ việc nhà. Thì đây, trong bài hội thoại thì Anne có một câu nói như sau: She thinks women must do all the housework. Đó. Bà của mình nghĩ rằng phụ nữ thì phải làm tất cả các việc nhà.
Chính vì thế mà cái khẳng định số 4, bà của Anne nghĩ rằng các thành viên trong gia đình thì nên chia sẻ việc nhà. Các thành viên trong gia đình thì sẽ có phụ nữ và có cả nam giới nữa. Chính vì thế mà cái khẳng định này là sai, bởi vì bà của Anne nghĩ rằng chỉ có phụ nữ mới phải làm việc nhà thôi. Đó. Vì thế đáp án ở đây sẽ là gì? False. Đó. Và đây chúng ta sẽ chuyển sang câu cuối cùng trong cái bài luyện tập thứ nhất này. Câu cuối cùng này là gì? Anne's grandpa wants her to do the same job and things in life as he did. Tức là ông của Anne muốn cô ấy làm cùng một công việc và làm cùng những cái thứ mà ông ấy trong cuộc đời như ông đã từng làm trong quá khứ. Đó. Trong cái bài hội thoại thì Anne đã nói với Sam như sau. He says I should follow in his footsteps. Follow in someone's steps là một cái thành ngữ có nghĩa là đi theo những cái bước đường của ai đó. Nó có nghĩa là nghĩa bóng là làm những gì mà một người khác đã từng làm trong quá khứ đó. Vậy thì cái khẳng định này là sao? Ông của Anne muốn cô ấy làm cùng một công việc và cùng những cái thứ trong cuộc đời như ông đã từng làm trong quá khứ là đúng. Đáp án là true. Đó. Đây là câu cuối cùng của cái bài luyện tập thứ nhất. Chúng ta sẽ chuyển sang bài luyện tập thứ hai. Bài luyện tập thứ hai này thì người ta yêu cầu mình hoàn thiện những cái định nghĩa sau bằng cách sử dụng những cái từ những cái danh từ ghép compound nouns trong cái bài hội thoại, những danh từ ghép mà thầy đã in đậm và thầy đã giới thiệu cho các em trong cái phần từ vựng ở ban đầu ấy. Đó, và đây chúng ta sẽ có một số câu như sau. Câu thứ nhất, cái gì thì là gì thì là is a family that consists of parents and children. Cái gì thì là một gia đình mà bao gồm chỉ có cha mẹ và con cái thôi. Đó, lúc nãy thầy giới thiệu thì nó có hai loại gia đình. Thứ nhất là gia đình mở rộng gồm có nhiều thế hệ, ông bà cha mẹ rồi cô dì chú bác, cháu vân vân. Nhưng mà đây chỉ có cha mẹ và con cái thì nó chỉ có thể là gì? Gia đình hạt nhân thôi, a nuclear family. Đó. Câu thứ hai, cái gì thì là gì? The care of children, especially while parents are at work. Cái gì thì là cái sự chăm sóc trẻ em, đặc biệt, especially là đặc biệt, trong khi mà cha mẹ thì đang đi làm, at work, đang đi làm. Vậy thì sự chăm sóc trẻ em thì nó có một từ là gì? The child care. Đó. Đây là đáp án của câu thứ hai nhá. Bây giờ đến đáp án của câu thứ ba. Câu thứ ba này là sao? Cái gì thì là the difference in attitudes or behavior between younger and older age groups which can cause a lack of understanding. Cái gì thì là cái gì? Sự khác biệt trong thái độ và cách cư xử giữa những thế hệ trẻ và những thế hệ già. Và điều này có thể gây nên cái sự thiếu thấu hiểu nhau, thiếu hiểu biết lẫn nhau. Đó. Thì đây là gì? Khi mà nó nói đến sự khác biệt giữa những thế hệ trẻ và những thế hệ già thì nó phải là gì? Đó là khoảng cách về thế hệ. A generation gap. Đây là đáp án của câu thứ 3 nhé. Chuyển sang câu thứ 4. Cái gì? Thì là are the rules of behavior that are typically accepted while people are eating at a table. Cái gì thì là những cái quy tắc mà cư xử mà thường, typically là thường, thường được chấp nhận khi mà con người thì đang ăn ở bàn ăn. Đó. Cái này thì liên quan đến ăn uống thì còn bàn thì có một từ là từ table manners, những cung cách ăn uống, table manners. Đó. Để đáp án câu số 4. Sang câu số 5. Cái gì thì là một cái is a person's opinion about a subject. Cái gì thì là một quan điểm của ý kiến của một người về một chủ đề nào đó. Ý kiến của một người về một chủ đề tức là một quan điểm của người ta thì phải là gì? A viewpoint. Đấy. Và chúng ta chuyển sang câu số 6 và cũng là câu cuối cùng của cái exercise 2. Câu số 6 này thì sao như sau. Cái gì is a big family that includes not only the parents and children but also grandparents, uncles, aunts and cousins all living under the same roof.
Cái gì thì là một gia đình mà bao gồm không chỉ là một gia đình lớn, bao gồm không chỉ có cha mẹ và con cái mà còn có ông bà này, cô dì chú bác này, còn có cả các anh chị em họ, tất cả cùng sống dưới một mái nhà. Đó, một gia đình lớn như vậy thì chỉ có thể là an extended family, một gia đình mở rộng. Đó, đây là câu cuối cùng của cái bài exercise 2 của cái phần getting started. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần tiếp nữa, một phần kiến thức tiếp theo của bài của lesson 1. Trong phần này có tên là phần compound nouns, có nghĩa là danh từ ghép. Thầy sẽ giới thiệu cho các em một số danh từ ghép mà chúng ta đã vừa thấy trong bài hội thoại. Danh từ ghép như sau, danh từ ghép định nghĩa của nó là danh từ được tạo thành từ những cái từ đơn lẻ. Đấy. Trong bài hội thoại vừa xong giữa bạn Sam và bạn Anne thì có một số cái danh từ khác trong bài hội thoại. Trong bài trước thì chúng ta đã áp dụng vào bài tập 6 cái danh từ ghép chủ chốt, và bây giờ chúng ta sẽ học tiếp một số danh từ ghép khác. Từ thứ nhất là từ gì? Grandparents, ông bà. Nó bắt nguồn từ cái từ grand và từ parents, tức là cha mẹ lớn tức là ông bà đấy. Định nghĩa của nó thì là gì? Cha mẹ của ông à của ba hoặc là mẹ của một người. Cha mẹ của ba mẹ mình, tức là ông bà. Từ thứ hai, từ grandma, the mother of a person's father or mother, tức là mẹ của cha hoặc mẹ một người, tức là bà. Đó. Từ tiếp nữa là từ gì? Từ grandmother. Từ này thì nó cùng nghĩa với cái từ grandma, nhưng mà đây là một cái grandmother thì là dạng đầy đủ, còn grandma thì là dạng viết tắt. Đấy. Dạng viết tắt và dạng đầy đủ. Trong hội thoại thì nhiều khi người ta dùng từ grandma vì người không muốn nói nhiều. Và tiếp từ nữa là từ gì? Grandpa. Từ này nó là viết tắt của cái từ grandfather, tức là ông, tức là gì đây? Cha hoặc mẹ một người. Cha của cha mẹ mình thì tức là gì? Ông. Đấy. Đây là bốn cái từ ghép khác mà chúng ta đã thấy trong bài hội thoại. Một từ nữa, danh từ ghép nữa là cái từ hairstyle. Đây là ghép từ hai từ là gì? Hair, tức là tóc, còn style là kiểu cách, phong cách. Và hairstyle định nghĩa của nó là gì? The way in which someone's hair is cut and arranged, tức là gì? Cái cách mà tóc của một người được cắt hoặc là được sắp xếp ấy. Đấy, được kiểu tóc. Một ví dụ của cái từ hairstyle này gì? I think a new short hairstyle looks simply great. Tôi nghĩ cái kiểu tóc ngắn mới của cô ta trông thật là tuyệt vời. Simply great. Đó. Một từ ghép nữa mà chúng ta cũng rất thường thấy, đó là từ gì? Từ housework, tức là việc nhà. Nó bắt nguồn, nó được ghép từ hai cái từ nào? Từ house là ngôi nhà và từ work công việc. Việc nhà là những cái việc mà you do to take care of a house, tức là những cái việc mà mình làm để mà chăm sóc, để gìn giữ, chăm lo cho một ngôi nhà. Ví dụ như là gì? Washing, giặt giũ này, cleaning, vân vân. Cleaning tức là dọn dẹp, lau dọn. Đấy. Một câu ví dụ: I spent all morning doing the housework. Tôi dành cả buổi sáng để mà làm việc nhà. Đấy. Một từ nữa là gì? Footsteps. Đấy. Footsteps. Đây là cái phiên âm của nó. Footsteps. Đó. Là the route a person has taken in order to reach a place or to achieve something. Tức là gì? Cái con đường mà một người phải đi để đạt đến một địa điểm hay là đạt được một cái gì đó. Đó. Và như vậy các em có thể thấy từ này nó có hai nghĩa. Thứ nhất là một con đường nghĩa đen, footstep là những bước chân, còn nghĩa bóng của nó là gì? Những bước đường trong cuộc đời mà mình đã đi. Và một câu ví dụ của cái từ footsteps này: My father is extremely proud that I followed in his footsteps and became a teacher. Cha của tôi thì cực kỳ tự hào về cái việc tôi đã đi theo những bước chân của ông ấy và đã trở thành một thầy giáo, một giáo viên. Đó. Vừa xong là thầy đã nói qua cho các em về phần compound nouns và giới thiệu cho các em một số những cái compound nouns, những cái danh từ ghép trong bài hội thoại. Và chúng ta sẽ làm một bài, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung kiến thức tiếp theo nữa. Đó. Trong nội dung kiến thức
Tiếp theo này thì thầy sẽ giới thiệu cho các em những cái động từ được sử dụng để diễn đạt nghĩa vụ này, trách nhiệm này, lời khuyên này, hay là cái sự không cần phải làm gì nó. Duty, obligation, advice or lack of obligation, tức là gì? Không phải làm gì. Để diễn đạt những cái ý kiến này, hay là đưa ra những lời khuyên, tức là opinion and advice, thì chúng ta có các từ như sau: từ should và từ ought to. Hai từ này đều có nghĩa là gì? Nên. Đấy. Một số ví dụ sử dụng hai từ này: you should do your homework now. Bạn nên làm bài tập về nhà ngay lúc này. Đó. Câu thứ hai: should children be allowed to play in the street? Trẻ em thì có nên được cho phép chơi ở ngoài đường phố không? Trên đường phố không? Tất nhiên là không. Câu thứ ba: what sort of crimes ought the police to concentrate on? Loại tội ác nào? Crimes là tội ác đúng không? Loại tội ác nào mà cảnh sát nên tập trung vào? Đấy. Câu thứ tư: Donald Trump ought to be the favorite in the election. Tức là gì? Donald Trump thì nên là cái người mà chiếm ưu thế hơn trong cuộc bầu cử. Đấy. Đó. Cái từ should và từ ought to nó được dùng để đưa ra lời khuyên và ý kiến này. Và cái câu cuối này thì cái người nói người ta nghĩ rằng Donald Trump thì là người mà chiếm ưu thế ấy. Nên người ta dùng từ ought to. Đấy. Đây là để đưa ra ý kiến và lời khuyên nhé. Có từ should và từ ought to. Tiếp theo nữa, để diễn đạt duty and obligation, tức là gì? Trách nhiệm, nghĩa vụ ấy, thì chúng ta có hai từ, từ must và từ have to. Hai từ này thì dịch ra tiếng Việt thì nôm na của nó là phải làm gì. Ví dụ: you must wear a helmet while riding a motorbike. Bạn phải đội mũ bảo hiểm, helmet, đội mũ bảo hiểm khi mà đang lái một cái xe máy. Đấy. Câu thứ hai: students have to satisfy the conditions for admissions. Tức là gì? Sinh viên thì phải sinh viên hoặc học sinh phải đáp ứng những cái điều kiện đầu vào, cái điều kiện để tuyển sinh nhé. Đây là hai ví dụ. Đấy, nó nói đến trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm gì. Duty and obligation thì chúng ta có hai từ must và từ have to. Tiếp đến, để diễn đạt cái sự lack of obligation, tức là không phải làm gì, không cần thiết phải làm gì, thì chúng ta có những cái cụm như sau: cụm not have to hoặc là not need to, không cần phải làm gì. Ví dụ như sau: you don't have to go to school this week. Cậu hoặc là bạn không phải đi đến trường tuần này. Đấy. Ví dụ thứ hai: the Smiths don't need to drive to work because they live near their companies. Tức là gì? Vợ chồng nhà Smith thì không cần phải lái xe đến chỗ làm bởi vì họ sống gần công ty của họ. Đấy. Vừa xong thì thầy đã nói cho các em một số cái cụm từ, những cái động từ để diễn đạt về gì? Ý kiến này, đưa ra lời khuyên này, diễn đạt trách nhiệm và nghĩa vụ và diễn đạt cái sự không cần thiết phải làm gì. Đó. Đấy cũng là cái phần kiến thức cuối cùng của Lesson 1, Unit 1. Trước khi kết thúc thì thầy sẽ kết thúc bài giảng số 1 này. Thầy sẽ nói qua cho các em về nội dung của bài giảng tiếp theo, bài giảng số 2. Trong bài giảng tiếp theo thì chúng ta có những cái kiến thức như sau. Thứ nhất là về phần vocabulary, từ vựng. Thì trong phần này thì chúng ta sẽ ôn một số cái bài tập, học một số cái bài luyện tập về compound nouns, tức là danh từ ghép. Tiếp đến sẽ có một phần kiến thức mới, đó là phần pronunciation, là phần phát âm. Chúng ta sẽ học về stressed and unstressed words in connected speech, là gì? Những cái từ được nhấn mà không được nhấn trong câu nói tiếng Anh. Phần thứ ba là phần speaking. Chúng ta sẽ học về ba cái tình huống mà các bạn teenagers phải đối mặt, đó, những cái mâu thuẫn với cha mẹ. Và cuối cùng là phần listening, phần nghe. Thì trong phần này thì thầy sẽ cho các em nghe một cái bài hội thoại giữa hai bạn teenagers, hai bạn tuổi teen, về những cái mâu thuẫn với cha mẹ của họ. Đó, đây là toàn bộ kiến thức mà chúng ta sẽ học trong bài giảng tiếp theo. This is the end of lesson 1. Thank you for watching. Goodbye for now. And I see you in the next lesson. Đó. Đây là kết thúc của bài giảng số 1.
Cảm ơn các em vì đã theo dõi và xin tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong bài giảng số 2.